Sở Thạch Trác tiếng lại Pomme mẹ bình hồng, mời bò mẹ bình hồng bò chương trình quốc kháo mười sát sĩ cầm bướn hốc vì dòng phát ra sòng, không đài phát hành truyền hình sơn là. Cuộc chương trình mưa ni mi vấn quan kháo sân lằng cuồng chương trình giảm cánh xe việt nàng sơn hà mưa sắc giảm cam vườn hốc mua công tác không ủy ban trung ương mặt trần lao tặng tánh bản mương tỉnh Hồ văn đẩy đồng chí ót phòng xà văn phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trần lao tặng tánh bản mương trưởng ban tư vấn kinh tế quý cà sàn cánh mà bè mặt trần lao tảng tánh bản mương nguồn gốc có mắt giảm san bón dệt xanh dệt dần hài na cửa đài lang tỳ nàng huyền mai sơn Vòng bày tòa đoàn với đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Sấm Mức Tỉnh, Phụ ẩn Ba San Sở Ngành Nông Ban mũ công tác không ủy bàn trung ương mặt trần lao tăng tánh bản mương khổng tỉnh hộ phần có mắt giảm cánh bấn le san bón rẻ xanh pu mát nhỏ hạ đèn nàng hợp tác xã đoàn kết xã chiếc hùng bón rẻ xanh pu ma muồng hiếu cờ chấp năm nông bùn xây dựng tiền ngàn nàng bàn na hà xá hát lót bón rẻ xanh pú chừa mắt nà nàng hợp tác xã mé lếch xã con noi nàng nỉ muốn công tác có đẩy vào ma luông bùn không hợp tác xã cho hơn cánh bưng tảng cỏ búp bồng chính doanh thù cánh trở lại khai trường y lập bưng hợp tác xã cho hơn sòn hôm bú có kìm má lại hết cánh cửa đầy lang tỷ cùng phòng huyền bừa mi luông nhảy biến cuồng lang ngắm cuồng về sơn cửa tóc đầy luông bùn việt gáp và lô ba gáp họ khai bưng thành viên không hợp tác xã cho hơn có mi đôi kìm sú tè tiền hiệp thù cửa đầy hàng hỏi chợ màn mọi bì Sức nản muốn công tác có khảo giảm trung tâm chế biến phát hòm mát núi Đô Cô Sơn Là, hôm mi giảm hơn máy công nghệ hiện đại xưa khai nị. hôm mi hơn máy chế biến íp ảo nằm té mát núi công suất thiết kế sao tấn mọi bì. Hơn máy chế biến phát hòm diện cơm, tó công suất ship ban tấn mọi bì. Hơn máy chế biến phát hòm mát núi ảo sáng hộp công suất thiết kế sao ban tấn mọi bì nặng mỏi hơn máy chế biến có mi xương chế biến đầy lại tàng phát hòm má núi nặng tỉnh sơn la mười sát dòng cam bưởi hốc bộ công an khai bằng họp xa bàn nạp về đảng nạp về chính trị chủ mũ công an sơn mương hốc bưởi hùa bì xong bắt ra dòng. bằng họp này trên cài máy tính họp công an chủ tỉnh thành phố Hốc Bồn hộp vị Đảng ủy Công an Trung ương, Phuôn Pa Công an, Công an bước đơn vị địa phương có chấp năm sư đi, lang đi, luôn ổn pa khóng đảng hơn mương, mà nhận vào tình an chính trị tình an bản mương, bày trừ tình an bước nạp về chính trị quan trọng khòng bản mương, tủng bua sơn trinh cấp chủ tàng tội, nhận vào tình an năng cung phòng nạp về công an vào trùng cánh nạp về đảng nạp về chính trị không trùng mũ công an dân mương có cơ đài lại năng tỷ quan trọng lần xưa là khai phương chu sinh hòa chính trị quảng tua cuồng trùng mũ mà tảng tánh xòm bành đảng cánh chuông chính trị của công an dân mương sẽ đi nạp về chiến báo bộ bốn sườn hốc xếp bì mường ngân lang trùng mũ cảnh sát dân mương Quảng San pèn Thả, Chủ mũ công an tỉnh Cá Mương có chi chấp năm tỷ nghỉ quyết số xếp dòng không bộ chính trị. mà Pô Pua Tàng Tánh, Chủ mũ công an dân Mương, Sệt Sư, Pè Sở, hành Hanh, Chính Quỳ, Đắc Ngon, Hiện Đại, cửa Tóc Đẻ, Năng Áo, Nà viện, Quang San Xích Mắng mở ra dòng cam buồn hốc đồng chí Lưu Minh Quân, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, bom cấp đồng chí bí thư huyện ủy Bắc Yên, có bài trôm hợp sinh hoa trí bộ buồn hốc vì sông phát ra dòng nàng bàn suối trắng xã phiền côn huyện Bắc Yên nàng mưa sinh hoạt, bàn chỉ ủy chỉ bộ bản suối trắng cò trên báo phương chỉ thị nghị quyết khỏng cấp ủy cấp nửa họ đảng viên nhàn xanh là việc uẩn ba chấp năm là việc cuồng bườn hốc trên báo là việc trò dệt bườn chết vì sóng văn sao sòng cánh báo bức nàng quan chỉ khải ó bức nà việc nhà ước khỏng trung ương khỏng tỉnh cánh khỏng huyền họ đảng viên phát biểu nặng mơ sinh hoạt chỉ bộ, đồng chí Lưu Minh Quân có biển mai cánh nhằn danh sùng lang đỉ không chỉ bộ bản suối trắng cửa đẩy. xong ma đề nghị, chỉ bộ đầy sức tạm nho sùng hồ trách nhiệm, vì dệt ba tôn uốn cón, khỏng đảng viên, cuồng bức hạ phong khánh thị hạc mương, tăng tánh vùng kín đơ dụ văn hóa, dệt đi nạp vỉa bó sòn chính trị, luôn ngắm trà bùn. Tổng pua F5 dệt tòi ven hùng sở riêng, nét kín liêm rú Chủ tịch Hồ Chí Minh, tòi truyền đề vì sóng văn sao sòng tập hôm ngắm bùn nếu chưa dần mương nhà biến có bút bồng tổ tảnh liêng phảng phong bình hải sát xính sẽ đi việc quản lý bảy chữ bá bảy chữ phong kín món rú bồng trời nho súng lúc hồ riêng uẩn pa hành tỏ xôn khổng tổ chức cơ sở đảng mà bè đảng viên trăm năm đi việc kiểm tra làm le giúp tạm sẽ đi việc cảm phong bình covid xếp cầu tủm pua trên báo cảm phong phồn nong gión diệt hải bổ phồn nong diệt ó nhàn bao chờ mặn tinh ăn cuồng phồng Bộ sàn nỉ, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy có nhôm sòng trường khỏng hở hả trước hân cặt, cánh bỏ dạ cha là bản suối trắng. Mưa sát sóng khắp hốc mũ công tác quần khu sòng có kiểm tra chu dương nạp về đảng nạp về chính trị hốc bườn hùa bì sòng phát xa sòng đối cấp bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn la cánh bàn chỉ huy quân sự thành phố trung đoàn chết hồi hạt xếp dí Đại tá Tô Quảng Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, toàn cánh sự cấp đoàn. Mũ kiểm tra cò, chấp năm kiểm tra, ma tăng, sổ sàn, cánh, luông pùn biểu mẫu, kiểm tra luông hồ riêng chính trị, vì trên báo chấp năm đề án biến máu bó sòn chính trị, là việc cán bộ chính sách, vì chính trị nội bộ, vì trên báo xã hồ ma luôn ngắm trà bùn khỏng cán bộ chiến sĩ chủ mũ phú trang việc dệt khỏng chủ mũ xuân trinh tỏ bưng phía dệt bao đi cải mạng vì nếu chưa chấp năm là việc đảng là việc chính trị cuồng tuyển quần cầm phong bình covid xếp cầu cài kiểm tra một công tác cò nhàn danh gian cài ma bưng đơn vị cò mới lại luông bùn biến mớ chảnh chẽ cuồng là việc đảng là việc chính trị lần xưa là việc uẩn pa trên báo chấp năm là việc khót năng nội dung kiểm tra đoàn công tác quần khu sòng cơ biển mài bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn là giàn cải ma trên báo chấp năm sư đi chỉ thị nghị quyết luông uẩn ba khỏng cấp nửa nằng chu bóng phà nà vỉa mà tăng nà việc đảng là việc chính trị sòng ma yếu cao cuồng gian bài nà vương đơn vị đầy sức tạm trên báo chấp năm sư đi chỉ thị nghị quyết luôn uẩn ba khỏng cấp nửa chờ mặn sư đi vương chế độ diệt vỉa nhận vào chấp năm lăng cánh lang đi đẩy chấp năm lang đi vì ma tăng sáu hồ luôn ngắm trà bùn chấp năm không mương kỷ luật khổng quần nhân bánh khải hồ trà ba tôn ổn cón khổng cán bộ đảng viên tặng tánh tụm vua ca sàn cuồng đơn vị sứ tạm chờ mặn mi nắng mi luông vía dệt tăng đảng là vía chính trị hôm phân tặng tánh đơn vị pẹ sở hẳn hanh chùa giường cánh chấp năm lang đỉ là vía đại giàu Mười sát sòng cam vườn hốc mũ kiểm tra số xí không văn uẩn ba kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Sơn La. Có bài kiểm tra là việc khẳng khang hạ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cá mương vì Sông phát sát sòng Nàng trương khải ó kỳ thi khòng huyện Yên Châu. Nàng bón thì khổng trương trung học phổ thông phường quai mi khỏi từng bài học thí sinh mi cầu khổng thì họ khai hơn trương có chấp tâm sẹo về ép lầu bài khởi học sinh lớp sòng Xanh tính chưa tốt muộn ép lầu bài quảng mưa sám nàng bón thi trung học phổ thông yên châu mi dân vị thi cấp sĩ hỏi sĩ quân thi quang nam trường trung học phổ thông yên châu mi sầm hỏi sĩ quân trường phổ thông dân tộc nội chú yên châu mi quân cánh trung tâm bắc lưng huyện yên châu mi học thí sinh tòa báo cáo của chủ trương họ chẳng hỉ là phía khăn kháng học kỳ thị tốt nghiệp trung học phổ thông có tài trên báo xét sư có quyền chính khẳng có tài khăn kháng tốt bò là phía ép học bài khả học sinh lớp sòng có chấp tâm, men tòi không uốn chưa không sửa giáo dục đào tạo sơ thà, nhàn bao ma sàn lèo nổi sùng từng môn ép tăng sòng bùn xuống sầm thê cánh bò cấp tập tư tướng khả học sinh trung bình yếu nọ tàn ó chủ trương có bản phía khả cán bộ sai sòn choi khở bưng họng khuyên tác chia tay sòn xếp bốn chú tô nàng chưa bón thì co sọn xếp hỏng trực vảy miện đề thi bài thi hỏng thi phòng, vảy phòng, phòng thả sọn xếp bón kiền non hở cánh cổ ma tổ thi cánh phì khàn khăng bón phầy bưng trường bùa toay hở thế sinh men toa quăng chỉ bò không phù sáu súc đào đào nhảy bao hở cứ thi khay o sét sừ tiếng an vảy khàn khăng hở cứ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vì song bắt ra sòng say cánh cho phương chương trung học phổ thông nàng huyện mai sơn vào trùng cánh chương trung học phổ thông con noi vào giềng đàng chóng hanh ồn sư hạ bước nòng học sinh vai tròi bước nòng cơ đài lang tỳ cuồng kỳ thi chế hot nị bỉ nị chương trung học phổ thông con noi huyện mai sơn mi sảm hoài nằm học sinh trôm thì tốt nghiệp trung học phổ thông tỏ luông bùn chủ nòng học sinh thì tổ tốt nghiệp trung học phổ thông ngày tại hùa ép, hơn chương có tánh ở luông bùn ồn sư chọp sồm cặp lang mon khỏng bước nòng giáo viên đã xây dựng cái kế hoạch. vải ổn sự lang tỷ, chuồng hong, kỳ thị tốt nghiệp trung học phổ thông vì sòng văn phải sao sòng, hỏi phương năm học sinh, say sòn xung khỏi, có chấp năm, san hả phiền hàng nhị Năm tỏi ổn pa, khỏng sở, khỏng hân trương, ma phiền ổn thì tốt nghiệp. Say sòn, cò, tánh o luông phùn ngày tới hồ bì, vải mi luông ổn sự, chọp sồm, cắp từng năm học sinh. Nghiên cứu nò việt chóng hanh khẳng khang chủ khu cần hà vải kỳ thi trung học phổ thông đẩy khai ót tiếng an lang tỳ hơn trương có cạt kiên cáp ải êm học sinh vầy sòn xếp gian ôn sử chọp sồm nhản bào bạc khanh hà phương nòng ôn sử lang tì hà pha báo xịt hở pưng nòng nắc nưới hài pưng nòng học sinh có tàng chóng hanh ôn sử vầy cửa tài lăng tì sùng cuồng ký thị trung học phổ thông chiếc họt ngoài việc là lần xưa lò phong trào ôn pưng môn cuồng tổ hợp vầy xét tuyển tài học vầy diệt xương sư cửa tài xương lăng môn khổng trào nòng cò chóng hanh phải khẳng khang nhài khảo kỹ thì tỏ luôn khẳng khang thí may cánh bưng luôn chóng hanh khỏng say cánh cho hơn trương luôn tổng phiền khỏng tay hơn có chi tròi bưng nào thí sinh nhài khảo kỳ thì tốt nghiệp trung học phổ thông cửa tẩy lang tỷ dùng nhất Mở hội chỉ bó vỉa dệt tại huyện Bắc Yên khai ó cuồng mưa nưng, hà và có mấy cái băn côn trôm hạp, cánh trá họt sòng hỏi côn, đẩy trên báo, tuyển dệt vỉa, nặng cuồng mương, cánh mương nọ. Đối cấp nòng lương thị trì rú bàn cao đa nưng xá phiền bàn huyện Bắc Yên, bị nì, trôm thì tốt nghiệp trung học phổ thông leo, có mỏng cong, đẩy ép gần đại học bừa cho hơn nhanh quả lại già cha, xương nằn, nòng có mát chôm hạp mử hồi về dệt, vầy xá hủ chính sách đẩy củ ngân cốc, cánh đẩy xếp tám ép hiên. Nàng nỉ nòng có đẩy mú cán bộ ngân hang chính sách bản mương, chỉ bó bưng triển hai cần hà, vầy đẩy củ ngân cốc ngày đi xưa. Dạ, thầy... Nòng ép e xá hồ lại xưa, dạ. nòng é e ép khẩn đại học, dạ. nòng cần dạ. mi lại luôn thống hồ xếp máu nòng có ép sáng hà mà bưng chính sách bày đầy củ ngân cấu sướp tàm hở về ép hiên khổng trào côn sẽ cánh học sinh đầy bưng đơn vị doanh nghiệp trên báo chỉ bó về dệt tuyển côn sẽ cánh cung cấp nàng quan tuyển sinh khổng bưng chương bao nghe té nằn cỏ tròi côn sẽ học sinh dệt, nàng phòng huyện bắc yên sáu hù đầy bưng nàng quan về dệt cần tuyển nàng phương doanh nghiệp cánh ngành nghe tuyển sinh không phương cơ sở bó sòn cuồng cánh nó tình Huyền bắc Yển khai thị mi cài chết ban côn cuồng bùn tuổi xe đang phải dệt, vệ, dệt đắc hơn nàng phương tỉnh điền tở cánh phương tỉnh miên nam xương bình dương long an đồng nai cài mưa hồi về dệt nỉ Huyền bắc Yển cò cà kiên ta tướng lại cùng ngài đi hở côn dệt vệ nàng cuồng huyền từ đây Hà, Ủy ban dân huyện Bắc Yên, Ủy ban dân mương huyện Bắc Yên, có Chi Uẩn Pa, Chu Xá, Thị Trấn, Sướp tầm Làm Lê, Sáo Hù, Nàng Quam, Pưng Côn Tuyển Dụng, Côn Sệ Phịa, Nàng Cổ huyện Vầy Mi luông Phùn, Hở Côn Sệ Phịa, Đại Tà Phi Dệt. Mở hội Việt Dệt tại Ủy ban dân mương huyện Bắc Yên, Khai Ó, lò Giàn, vài huyền nhàn danh lang áo sáo hạ về dệt khòng lùn nòng bò mè chủ trợ côn nàng địa phương cánh mi lông bùn lợp tăn, cứ tóc đầy lang áo tà về dệt đối cấp bưng vỉa tủm pua về dệt dần ca khai, làng bình covid 19 cầu Mưa sát sóng khăm hườn hốc, huyện ủy, hội đồng dân mương, ủy ban dân mương, cánh ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, huyện Mộc Châu, cả trên cấp hơn xã huyện Mộc Châu, có tòn cánh khám bạc hanh, hạ Hà cài xí xíp cán bộ khỏng huyện Sốp Bầu, tỉnh Hồ Phần, mương cầu hoa dân chủ dân mương lao. Nàng khăn xã huyện Mộc Châu, mỗi cán bộ khỏng huyện Sốp Bầu có thể khám xanh, phái to, bệnh can cai, biết nà, khéo, sốp ta, khám hiểm, quần tổ kinh, khám hù, mùa phẳng, co, cánh bưng, xét nghiệm lượt, xét nghiệm năm neo, khám bệnh táp. làm trước khám xanh tủ bệnh, côn tờ hiện huyết bệnh, co tại chùm hú, say xa, không hơn xa, khử đơn xa, cướp phát xa, cánh chia bó, luông xào xa, tăng sòng ổ tô, mát luông, kín bó chớt, ràng xòm, cánh tập tư hảo hành, วียขามปากหังต่อยสันปูนหักกันโปขันช่อเปาเต่งหัวฟันเมืองกองฟ้าฉันจูฉันเพิ่งเล้าก็จึงจังลวงหักหอหัดกะเติมเงียกการ์ดเนียวมันขางสังเฮียนมกเจ้าช่อเปาฟ้าวเยียงสองติงสัตลาหัวฟันก á n สองเมืองเวียตนามเล่าฟ้จุง่่งปีไกมา bưng cầu lạc bộ chú hân nàng thành phố sửa là có cực bền bón tòm hào, bò nạ, bít bánh kỷ nghiệm, không mú thành viên mà bưng nạ viên nướng pan hỏi bùng kính đơi xú, tặng tánh chưa hân úm ình. Cái nặng có hông vân trừ mặn nguồn lang tràn đi, không chưa hân Việt Nam. Cầu lạc bộ chú hân nóm nằm bản phiền hay xã chương sồm thành phố sửa là đại tánh ó tại bì sòng Phan xếp hà, khai mi cài sao thành viên, lò bưng chú hân nóm trong hạp, nặng bưng chu sinh hoạt, hội viên chia đẩy trên báo ma tăng, luật trần biêng nhinh chai, luật cẩm phong tập tỷ cảnh cuồng cho gân, đẩy tiền tô biết bánh kinh nghiệm, cuồng via liền đồ lô tàu, cánh luông chờ mặn, luông úm ỉnh nặng cuồng cho gân, cánh nặng cuồng ai nòng hò xong, bưng bí nòng rú sở trầm, biết bánh choi dừa cằn. Trước đây tôi cũng không con nỉ khỏi cỏ bê hê lụ mía, diệt vĩa hơn cán rảo, cánh lưng chơ bê kín lẩu ma, bày cá mử cá cưng, ha và té trơ. trôm học cầu lạc bổ, chú hân nóm nỉ đẩy trên báo ma trách nhiệm khỏng phùa mía, bòm cắn tăng tánh cho hơn hư khỏi cỏ, hù tròi vĩa, khỏng à, mía, cánh khay khỏi cỏ bê kín lẩu lèo. Trên địa bàn xã hiện có trên 10... Làng xã khai mi xếp cầu lạc bộ cho gân nóm nếu chưa đẩy lại côn trôm hạp. Bồn giòn mi cầu lạc bộ cho gân nóm nàng bản phiền hay. Cầu lạc bộ liền đủ lù cơ đại lang đi nàng bản sẵn. Cầu lạc bộ liền đủ ải êm nàng bản hùm. Cánh bưng cầu lạc bộ nì bòm hôm phân chấp năm lang đi phía tủm bua tàng tánh cho hân ốm ỉnh vỉa dệt khỏng bưng cầu lạc bộ, cò mi lại luông lá cằn, cánh cứ đẩy lại lang đi, cà kiên các vỉa dệt hàng mử, xương tiền tô xá hồ luông hồ riêng, ỉn môn văn hóa văn nghệ, cà kiên các trên báo chấp năm bưng bảng nếu chưa bưng há phong khánh thì xương ưỡi nòng, cháu hanh ép năm bánh khải nằm đắc ngon vằn, tặng tánh chuyên ốm bình tăng tánh chuyên hả báo sảm bệ, cà kiên các chương trình tàng tánh bản ha mớ, người nòng cho rửa cằn mà pê dây dươn để phát triển hoạt động Hồi cò hiệu... trên báo lang đì bưng hà phong khánh thì gửi nòng Tùm pua ngựa năng cà sản cho ngân việt nam các bưng luông bùn kha kho cho sùm hôm phân tặng tánh chuyên việt nam yếm po Úm ình đắc văn té bưng Việt dệt Chọc Sùm, xê sư bưng cầu lạc bộ cho hân Nẳng thành phố sở là cò đang bánh khải lang đỉ Việt dệt từng dàn hôm phân gión xỉa việc tập tỷ cằn cuồng cho hân chờ mặn hườn lang tràn đỉ khỏng việt nam mưa sát sóng cằm bườn hốc ủy ban dân phương huyện yên trọng có khai bằng họp cài máy tính họ xếp hà xá thị trấn cuồng phòng huyện trên báo là việc cảm phong bệnh mùa tài hà châu phi cánh bệnh bên túng bên thà nặng ngô quay tại báo cáo không trung tâm dịch vụ tổng hiệp phòng huyện té mưa sau cầu cằm bườn hưng họp mưa sát sóng cằm bườn hốc bị sóng bắn sát sóng bệnh mùa tài hà châu phi mi ó nặng chiếc xếp cầu chỗ hơn ó cầu bàn không hà xã phiền quay chiêng tông lóng phiền mương lườm viên phán cáp số mù bên bình tại phang xìa hà hỏi xíu cầu tù bưng cáp sao sòng tấn hồ hành. múa tạp biểu trong họp có uẩn pa chủ tỷ phường cánh sòn hôm sổ văn, cỏ xương bùn xuống phàng phong bệnh hà lang tỷ xuống xưa quảng hàn bồng trà khọt việt làm lê, hộp hôm số chỗ hương tảnh liềng chớp năm việc ký nhàn trào cáp bưng chỗ hương chớp năm cát kinh hà báu ăn lò báu sầm bình bấu sư khai mù bên bình, bấu khai tháo mù bên bình, bấu khuôn chiên khẩu ơ phòng mê bình ha, hương bố xìm mù tài ha phải thả thôm. Đối với các phương xá mê bình, hư xếp tam tánh ơ, chốt kiểm soát bình, vậy khô hình, cản tân, cánh kẻ cầm lập tân, bưng cun khuôn chiên mù khẩu ơ thủ quốc phòng. Trước năm bao xà khả ngọ bình, nặng so tăng, cánh quảng quả có phương tảnh thiêng, cướp phát xà hợp phương chỗ hương, vậy bao nặng có phương tảnh thiêng tổm bua tà phía làm thê bao phầy bưng chỗ khuyên tảnh tiền khai tháo mù bên bình lập tăn kẻ cầm phàng xìa mù tai bình đối với các bưng xá hê bên bình hơ tổm bua tà phía trên báo nếu chưa hợp bưng chỗ khuyên tảnh tiền chấp năm tỷ chùa thuông phong bình tòi thuông chìa bó không cơ quan thú ý nên thì bình ông trong bứng phát lèo chương trình quan khảo không đài phát hành truyền hình sơn la do đài giòn ơn bom e bom bông trà bứng phăng trong tạc hạt sườn Báo danh không phả của tỉnh Sơn La, không phả mi lại biến phả, nàng tỉnh Sơn La mi phồn hỏi kèm nôm, mi bón phồn hai nhớ, vân hải phồn tên cầm cánh tên cưng. Quần há phồn phàng phong mi lôm lão, mê hếp tốc, và phá láp lườm Luông hoàn xền nàng sát bón cổ tỉnh, thành phố Sơn La té ra sòng hoặc xàm xếp độ. Thuận châu sát xàm hoa xàm xếp ế độ. Quỳnh nhai sát xàm hoa xàm xếp ế độ. Mừng là sao xí hoặc sản xếp xí độ Mai sơn sao sòng hoặc sản xếp độ Sông má sao xí hoặc sản xếp giảm độ dốc cột sao xí hoặc sản xếp giảm độ Bắc yên sao sòng hoặc sọc vào độ Phù yên sao hà hoặc sản xếp xí độ Yên trào sao giảm hoặc sản xếp giảm độ mộc trào xếp cầu hoặc sắp bét độ Vần hồ xếp cầu hoặc sắp bét độ